Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 66. Hỡi cả trái đất, khá cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài. Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, các việc Chúa đáng sợ thay. Nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. Chúng sẽ ca tụng danh Chúa. Hãy đến xem các việc của Đức Chúa Trời. Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Ngài đổi biển ra đất khô, người ta đi bộ ngang qua sông. Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài. Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời. Mắt Ngài xem xét các nước, những kẻ phản nghịch chớ tự cao. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta xiêu tó. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm của lễ thiêu chung với mỡ chiên đực. Tôi cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Chương 27. Khi đã định rằng chúng ta phải đi đường biển qua nước Italy, họ bèn giao Phaolô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Yule về đội quân Auguta. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramit, phải trải đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aristarc là người Macedon về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Đến ngày sau, chúng ta tới thành Sidon thì Yule đãi Phaolô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình và được họ lo việc mình. Đoạn từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chipre vì bấy giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilici và Pamphili thì chúng ta đến thành Myra trong xứ Lisi. Ở đó thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cơnit. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Crét qua Samon. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Lache. Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiên ăn đã qua rồi. Phaolô bảo trước cho những người trong tàu rằng, tôi thấy sự việc biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói. Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phoenix, là cảng của đảo Crét, hướng phía tây nam và phía tây bắc, đặng qua mùa đông ở đó. Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo
mà đi dọc theo gần đảo Crete. Nhưng cách ít lâu, có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên vật vào đảo. Tàu đã phải bạc đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. Tàu bị bạc đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cloda. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại. Đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Sirte thì hạ buồm xuống để mặc gió đưa trôi đi. Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phaolô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Crete, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: Hỡi Phaolô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Caesar, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái dò xuống thì thấy sâu 20 sải. Hơi xa một tí lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng rạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng 4 neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phaolô nói với thầy đội và lính rằng: Nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phaolô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: Hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn. Vả số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đổ tàu đó mà núp xem có thể được chăng. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sao lái thuận theo gió tìm lối chạy vào bờ. Song chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sát nhau thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó, đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ. Và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cởi trên ván, kẻ thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Chương 8. Hãy cẩn thận, làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy
Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó, ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi, ngươi lấy đồng ra. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê và không khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bọt cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 9. Hỡi Israel hãy nghe, ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh đặng chiếm lấy các dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi, những thành lớn và tường cao đến trời. Một dân to lớn và tác cao là con cháu Anakim mà ngươi đã biết và có nghe nói rằng ai sẽ đương địch nổi trước mặt con cháu Anak. Vậy ngày nay phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi trước ngươi như một đám lửa hừng, sẽ tiêu diệt và hạ xuống các dân này trước mặt ngươi. Ngươi sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách mau, y như Đức Giê-hô-va đã phán cùng ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã đuổi chúng nó khỏi trước mặt ngươi, chớ nói trong lòng rằng ấy vì cớ sự công bình tôi mà Đức Giê-hô-va khiến tôi vào nhận lấy xứ này. Thật là bởi gian ác của các dân tộc đó nên Đức Giê-hô-va mới đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi. Ngươi vào nhận lấy xứ của các dân tộc ấy chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi hay là lòng chính trực của ngươi đâu, nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi, để làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Vậy khá biết rằng chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cho ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này đâu, bởi ngươi vẫn là một dân cứng cổ. Hãy nhớ lại, chớ quên rằng trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ai Cập cho đến chốn này, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Tại Hô-rép, các ngươi đã chọc giận Đức Giê-hô-va, nên Ngài nổi thịnh nộ toan diệt các ngươi. Khi ta đi lên núi đặng lãnh hai bản đá, tức là hai bản và sự giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, ta ở trên núi 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh, chẳng uống nước. Và Đức Giê-hô-va trao cho ta hai bản đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra,
có đủ những lời mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán ra cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp. Sải khi 40 ngày và 40 đêm mãn rồi, Đức Giê-hô-va ban cho ta hai bản đá, tức là hai bản về sự giao ước. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đứng dậy mau mau xuống khỏi đây, vì dân mà ngươi đem ra khỏi xứ Ai Cập đã tự bại hoại, vội bỏ đạo của ta đã truyền cho mà chế cho mình một tượng đúc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Ta nhìn xem dân này, kìa là một dân cứng cổ. Hãy để mặt ta diệt chúng nó và xóa tên chúng nó khỏi dưới trời, rồi ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và lớn hơn dân ấy. Vậy ta bèn xây lại đi xuống núi, cả núi vẫn có lửa cháy. Hai tay ta cầm hai bản đá về sự giao ước. Bây giờ ta nhìn xem, kìa, các ngươi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, rất vội bỏ đạo Ngài đã truyền cho mà làm cho mình một con bò con đúc. Ta bèn nắm hai bản đá liệng ra khỏi tay, đập bể trước mặt các ngươi. Đoạn, vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước. Vì ta sợ cơn thạnh nộ và tức giận của Đức Giê-hô-va đã nổi phừng lên đặng diệt các ngươi. Nhưng Đức Giê-hô-va còn nhậm lời ta lần này nữa. Đức Giê-hô-va cũng nổi nóng phừng cùng A-rôn đến đổi muốn giết người. Song ta cũng cầu nguyện cho A-rôn trong lúc đó. Đoạn, ta lấy vật tội lỗi của các ngươi, tức là con bò con mà các ngươi đã làm, đem đốt trong lửa, đập bể ra từng miếng, nghiền cho đến đổi nó tan ra bụi, rồi đổ bụi ấy nơi khe ở trên núi chảy xuống. Các ngươi cũng có chọc giận Đức Giê-hô-va tại Tha-bê-ra, tại Ma-sa và tại Kíp-rốt-ha-tha-va. Khi Đức Giê-hô-va sai các ngươi đi từ Ca-đê-ba-nê-a có dặn rằng: Hãy đi lên nhận lấy xứ ta ban cho các ngươi, thì các ngươi đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, không tin Ngài và không nghe theo tiếng Ngài. Từ ngày ta biết các ngươi cho đến bây giờ, các ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vậy vì cớ Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài toan diệt các ngươi, nên ta cứ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, cầu khẩn Ngài mà rằng: Chúa Giê-hô-va ơi, xin chớ diệt dân sự của Chúa là cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã lấy sự oai nghiêm Ngài chuộc lại và nhờ tay quyền năng rút ra khỏi xứ Ai Cập. Xin hãy nhớ đến những tôi tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Jacob. Chớ chấp sự cứng lòng, hung dữ và tội ác của dân này. E dân của xứ mà Chúa đã đem chúng tôi ra khỏi đó nói rằng: Bởi vì Đức Giê-hô-va không thế đem dân ấy vào xứ Ngài đã hứa, và vì Ngài ghét chúng nó nên dẫn chúng nó ra khỏi xứ đặng giết đi trong đồng vắng. Song chúng vốn là dân sự và cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ thẳng ra rút ra khỏi xứ Ai Cập. Chương 10. Trong lúc đó Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đục hai bản đá như hai bản trước và hãy lên đến ta trên núi. Ngươi cũng phải đóng một cái hòm bằng cây. Ta sẽ viết trên hai bản này những lời đã có trên hai bản trước mà ngươi đã đập bể, rồi để hai bản này trong hòm. Vậy ta đóng một cái hòm bằng cây si tim, đục hai bản đá y như hai bản trước, rồi đi lên trên núi cầm hai bản đó trong tay. Ngài viết trên hai bản này lời Ngài đã viết lần trước, tức là 10 điều răn mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp, rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta. Ta trở đi xuống núi, để hai bản vào hòm mà ta đã đóng, và hai bản ấy còn ở tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta vậy. Và dân Israel đi từ Berot Bene-Yakan đến Mô-sê-ra. A-rôn qua đời và được chôn tại đó. Ê-lê-a-sa, con trai người, làm chức tế lễ thế cho người. Từ đó, dân Israel đi đến Gút-gô-đa, rồi từ Gút-gô-đa đến Dốt-ba-tha, là xứ có nhiều sông rạch. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va biệt chi phái Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, chầu trực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài
và nhân danh Ngài chúc phước cho đến ngày nay. Bởi cớ đó, Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán cùng người. Vậy, ta ở trên núi trong 40 ngày và 40 đêm như lần đầu, và lần này Đức Giê-hô-va lại nhậm lời ta, bằng lòng không diệt ngươi. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đứng dậy, đi đầu dân sự, đặng chúng nó vào nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó để ban cho chúng nó. Vậy hỡi Israel, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà ta truyền cho ngươi ngày nay để ngươi được phước. Kìa, trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chính Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến. Rồi trong muôn dân, Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Vậy, các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ai Cập. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, chiếu mến Ngài và chỉ danh Ngài mà thề. Ấy, chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kinh này mà mắt ngươi đã thấy. Khi tổ phụ ngươi xuống xứ Ai Cập, số có 70 người. Còn bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho ngươi nhiều bằng số sao trên trời vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.